Giận dỗi người yêu là nữ giám đốc, thanh niên bảo vệ tức mình chọc thủng lốp hàng loạt ô tô. Đúng là người hay dỗi thường sống thành thơi. Ngỡ tưởng Sài Gòn mới đau lòng vì toàn kỷ niệm chúng ta, thì mới đây, một thanh niên ở Linh Đàm đã cho người yêu và cả nước biết thế nào là Hà Nội cũng đau lòng không kém. Theo đó, đối tượng HNT, sinh năm 1986, làm nhân viên của công ty an ninh, chịu trách nhiệm trông xe cho chung cư HH Linh Đàm. Được biết, anh có bạn gái là chị L, làm giám đốc công ty. Tuy nhiên, trong đợt cất nhắc vừa rồi, chị L lại không nâng đỡ bạn trai lên vị trí leader team bảo vệ. Do quá đau buồn và thất vọng trước thái độ lạnh lùng, công tư phân minh của bạn gái, thanh niên đã quyết định chọc thủng hàng loạt lốp ô tô của cư dân ở chung cư này, như thể để chứng minh với người yêu rằng chỉ khi anh lên làm sếp thì nơi đây mới được yên ổn. Wow. Nghĩ là làm, đêm tối, Tê mặc quần áo thể thao, đội mũ, đeo khẩu trang rồi mượn một chiếc kéo ở quán nước vỉa hè chung cư HH Linh Đàm. Lợi dụng lúc vắng vẻ, đối tượng đã chọc thủng hơn 10 xe ô tô đỗ ven hồ Linh Đàm rồi tẩu thoát. Tổng tài sản thiệt hại 12 ô tô, ước tính khoảng 26 triệu đồng. Đúng là chỉ thương cho mấy cái ô tô, đang yên đang lành lại bị người ta giận cá chém thớt. Ngày 19 tháng 4, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản và phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội bắt giữ đối tượng HNT và đang điều tra làm rõ sự việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, tiếp tục ủng hộ kênh để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.